hit me. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp tục về nhân vật tiền đạo nha. Trời ơi, tôi phải đê tiện lắm. Chọn một nhân vật bất kỳ xong rồi mới chuyển sang bên tiền đạo. Sợ nhiều khi xài huấn khích á. Nên là các bạn cứ theo như mình đi. Chờ Hunter chốt rồi hẳn chọn nhân vật. Đấy, rất là nguy hiểm. Rất là có cái gì đó nó hơi đê tiện. Nhưng mà được cái là bảo toàn được cái khả năng công thủ toàn diện. Ví dụ như là tiền đạo, điều phối, Benter, mỹ nhân, trời, nhiều lắm. Đấy, công việc đầu tiên. Từ từ. Đấy. Nghe đồng đội báo là có Hunter đi, phải núp ngay. Đấy, bật công tắc lên luôn. Cá nhân mình thì mình sẽ cố gắng chơi tốt trận này, bởi vì bản thân mình biết là mình chơi không giỏi tiền đạo. Nguyên cái team mình luôn. Tiền đạo này, cowboy này. Ui dồi, hai nhân vật mà giống như là hầu như là team của mình 4 người, 5 người là không ai đủ tến luôn. Nó cũng khá là khó chơi. Và thật sự ra là mình cũng rất là nể những người biết chơi nhân vật này. Bởi vì những cái pha hút bóng mà đảo lại rất là hay nha. Mình thì chơi mình chỉ biết là tông theo kiểu đường thẳng thôi. Nhưng mà đa số muốn cộng dồn những cái thời gian choáng lâu hơn á, là phải tốn một lượng bóng khá là nhiều. Nên đòi hỏi nhiều người phải đảo qua đảo lại rất là kiểu như là nó làm sao, nó zig zag ấy. Ừ đúng rồi, phải gọi là zig zag. Hiếp một lần mà tông mình bị rồi này, bất tỉnh luôn. Còn đối với persona của tiền đạo thì sẽ cầm 36 và có cái nhánh chính là vùng vẫy hoặc là nhánh lập ván. Tùy theo mọi người muốn như thế nào thì đó là do mỗi người lựa chọn thôi. Hôm nọ mình có chơi chế độ tarot, mình có đăng ở đấy. Chơi hình như chơi gặp tiền đạo xong rồi mình chơi hề nó đập cái bột cái mình bất tỉnh luôn. Nó lên cái nhánh đập ván đó mọi người. Sợ. Bởi vì cha này á là có cái đập ván rất là nhanh. Cho nên là ghê, sợ hãi lắm. Ok, để mình sang đây mình đi, có gì mình không hết luôn. Thực ra thì nhân vật này có mấy cái emote cũng khá là vui. Vừa đi vừa múa được là quá ok rồi. Có một cái gì đó khi Hunter như thế thì cũng rất là tuyệt vời. Chứ nếu như mà mình chơi mà mình không có cái emote mà vừa đi vừa xài được cũng hơi rầu. Mấy cái emote kiểu vỗ tay rồi khều khều, lùi lùi. Chát. Ủa cái gì vậy? Sao đuổi mình rồi? Ơ hai cái ả bartender nửa máu nó không đuổi. Đùa, trời ơi đùa thiệt sự. Coi kìa, trời ơi. Không hiểu sao luôn. Vui chơi nhưng không quên xài emote nha. Tại vì rảnh không biết làm gì trơn ngoài việc chạy. Còn lâu lắm bạn ơi. Đây tông cho phát này. Ok tông không có được. À, không tông được. Quá đê tiện. Nếu mà tông dơ thì mình đi cai. Trời ơi, rất là chuyện nhỏ. Không có chuyện gì hết trơn. Đây. Lên. Let's sell luôn. Trời, cái dây đàn. Trời ơi. Bà kia bán lại bán sang K4 luôn rồi đó. Xỉu. Bất tỉnh. Gọi cấp cứu. À, úi dồi ôi mày nhá. Vô. Trời ơi, bất tỉnh. Ô có ai gọi giùm cái xe cấp cứu với.
Dây gì? Ủa cái dây chặn đầu kìa, may chưa? Mình đi thẳng tới là tiêu rồi. Gì đây? Trời ơi. Em muốn vui xỉu luôn. Tuy tôi chơi F4World không hay nhưng mà ông này cũng có cái bot vui vãi. Ô sắp nổ máy rồi, ok được. Nổ luôn. Đó, nhức nách ngay. Mình chơi cowboy cũng vậy, mình rất là muốn đi cai thay vì đi móc. Chắc là lát nữa cũng phải xem mấy clip top player. Trời ơi ghê. Tẩm liệm cho cái hòm rồi, ngon. Trời ơi, coi. Cha này đập ván nhanh lắm, cho nên là chơi thì chơi chứ úi dồi ôi dây. Ủa nó đâu rồi? À đây đây. Từ nha, rồi. Tái sinh. I'm born again again. Rồi thôi xong tôi luôn. Xong luôn à. Cuối cùng mình vẫn là người được chọn. Chơi bời đủ rồi. Cái quá ông hiểu sao? Bartender nửa máu dí hết cả 2-3 máy rồi vẫn không đuổi cho xong đi còn chuyển sang mình. Thú gì? Thiệt là thú gì quá đi. Ok các bạn chuyển kênh nhá. Mình sẽ làm thêm một cái trận đấu skin tiền đạo này mà nó màu xanh dương cho bạn xem. Bóng còn xíu, xài cũng chả được gì hết trơn. Yeah. Ok, mình đã quay trở lại trận đấu thứ hai ở nhà thờ đỏ đây. Đấy, hai cái bộ trang phục này rất là giống nhau, chỉ nó chỉ khác ở một chỗ đó, chính là một cái thì đập cầu và một cái thì ở trên con đường suy luận thôi. Yeah, chưa thì cú bay. Bộ trang phục này là cái bộ đồ ngủ á. Ở trên có cái miếng dán mắt khi mà ngủ ấy, mà thấy không? Quá đỉnh luôn. Mình thì ít khi nào dùng mấy cái này lắm. Tại vì dễ ngủ, nhắm phát ngủ luôn, quan trọng gì đâu. Từ từ, ai á? Ai á? Ôi! Nghe tiếng giống chị An lắm luôn, biết ngay mà. Thấy rồi. Ừ, thả mèo vậy là thắng rồi đó. Ow, ghê thế. Đồng đội đang sửa máy ở đây, không biết luôn, biết thì không lôi máy đâu. Hay quá đi thôi, vui. Cái tông này nó không được bất tỉnh lắm. Ô, phụ kiện vàng luôn mọi người ạ. Rồi muốn bồng bế ai? Hả, muốn bồng bế ai? Thực ra thì khắc chế cứng của tiền đạo là An đấy, cho nên là chơi bời thì nó cũng phải cẩn thận. Thứ hai là né mèo cho ngon lành vào. Rồi xong luôn. Không kịp đập luôn má. Bất tỉnh. Gọi cấp cứu. Trời ơi. Chơi ông tiền đạo này có hai cái nhánh thì mình chọn cái nhánh gì? Nhánh stun cho nó sướng. Bởi cha đập ván nhanh lắm. Này. Xèo. Nhưng mà nó không có nhấc bóng. Chán ghê. Rồi xong luôn. Cái tiếp thôi. Hết bóng luôn rồi. Để mình đi lục đồ khác mình chơi. Thật sự là bóng tiền đạo thì xài nhanh hết lắm. Tông vài đường cơ bản là coi như là cũng hết chiêu rồi. Cho nên là nhiều khi cú những quả bóng mà dồn một lực đủ stun khoảng 5 giây là cũng đủ hết quả bóng. Xài rất là nhanh. Như mình thì nhiều khi xài nhỏ giọt lắm, cho nên là cái thời gian stun thì nó cũng không được bao nhiêu. Ra kiếm tiêm đi trời.
An bây giờ là nếu như mà các bạn dính mèo á, muốn tông nó khóa kỹ năng coi như xong luôn. Cho nên là khi mà chơi cô tiền đạo mà gặp An thì phải né mèo cho chuẩn. Vì con mèo á, nó càng đi xa thì cái phạm vi ảnh hưởng của nó càng lớn. Mình mà nhìn không kịp, mình để ý không kịp là mình bị dính là coi như xong đời luôn. Rồi thôi, không sao nha, không sao. Cố lên, cố lên, cố lên. 3 máy rồi. Thôi để mình đi cứu chứ. Có cái cây đũa thần chắc nó không biết đâu. Có ai du ke cái tai, cái mắt, cái mũi gì của nó thì cũng được. Thì tàng hình ra cứu chắc chả biết luôn á, thiệt. Tới nè. Mất người luôn. Không biết mà để mà làm gì thì làm luôn. Ôi, một pha cứu người thật là complex. Yeah. Cái hòm đâu rồi? À đây đây, cái hòm đây. Sorry nha, không có cover được nửa máu, không cover được. Với lại An cũng khó cover lắm. Nếu mà có cover thì cũng cùng lắm là nhặt mèo dùm cho đồng đội thôi. Đó là cái cách duy nhất giảm được bớt cái tim này. Giảm được bớt con mèo nào đấy, hai con mèo đấy. Mà ví dụ nó gồng lên thì bị khóa hết tất cả mọi thứ trong vòng 10 giây. Không sửa máy, không trị thương được. Không dùng đạo cụ được. Đó. Công nhận phụ kiện đẹp thật đấy. Trời ơi, phụ kiện S của người ta xịn sò ghê không. Ủa may quá, bà An bà ấy không có gồng cái con mèo lên, không là mình bị khóa sửa máy rồi. Hay, vẫn cứu kịp. Đấy, chơi phải đỉnh của chóp. Mỗi người một tí cover, cố gắng lên, máy được khoảng 65 rồi. Ok. Đấy, phải mạnh bạo, hy sinh cho đồng đội. À, bỏ tiên tri à, được đấy. Thật là thú dí quá đi thôi. Bỏ tiên tri là thắng rồi. Không hòa được. Ok, mình đi cứu. Cái skin này có cái hitbox đều lắm. Đứng xa thì đánh trúng, mà đứng gần thì hụt. À, ố. Đuổi luôn cả. Đuổi hương sư. Để mình xem có cứu được không. Nãy giờ không biết là bà ấy xài cái bổ trợ gì luôn á. Mà chắc là dịch chuyển thôi. Cơ hội tới rồi. Xa quá nhở. Tới nè. Ô không được rồi. Mèo quá trời luôn. Thôi không được rồi, bỏ thôi. Bỏ thôi, kiếm trận thắng. Đi đánh vậy á. Mình đi quick pass thì mình thường thường là hay cứu mắt đỏ. Còn nói chung là cứu mắt đỏ thì có đồng đội của mình thôi. Còn đối với chơi với những người khác là không bao giờ luôn á. Còn đối với chơi rank là nghiêm túc, thắng là thắng luôn, chứ không có nhạy nhua. Đó. Pha này không cứu được. Buồn ơi là buồn. Thôi thoát thôi. Hành An vậy là đủ rồi. Vui xỉu. Ok, và có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Chúc các bạn có một buổi trưa thật là vui vẻ. Hình như hôm nay cập nhật rồi. Chơi tarot thôi anh em ơi.